Các bạn, một ngày thi đấu hấp dẫn, trận đấu hấp dẫn và những ván thi đấu nó cũng tương tự như vậy, và cần phải có ván 3 để tìm ra cái tên chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa team Flash và team Secret. Rõ ràng là những đội tuyển được đánh giá yếu hơn trong ngày hôm nay, đó là MB và team Flash, đều đang tạo ra được những cái sự bất ngờ trước những ông lớn, đó là Gam Esports và team Secret. Ván thiếu vừa rồi chắc chắn là đã có những cái sự khó khăn mà bên phía của Secret tạo ra. Đặc biệt là Boulder. Đúng rồi, Boulder bắt buộc ván 3 rồi. OG sẽ là người được ra sân để thay cho vị trí xạ thủ của bên phía team Flash. Sẽ cần có sự thay đổi, và team Flash cũng hiểu được là cái tầm quan trọng của trận đấu này. Và khi họ đã bước rất gần tới ván thi đấu quyết định rồi, đây sẽ là một cuộc đối đầu mà họ sẽ thu hẹp khoảng cách lại so với team Secret, cho nên cần phải tung ra tất cả những con bài tẩy. Và ngày hôm nay thì OG được ra sân, như là cựu xạ thủ của team Well sẽ có được cơ hội để chứng minh mình. Và nếu như ngày hôm nay mà anh ta còn có khả năng xuất sắc giành chiến thắng trước TS ở ván thi đấu thứ 3, thì đôi khi tôi nghĩ cái suất thi đấu chính của Border sẽ gặp sự đe dọa khá là nhiều. Rõ ràng là với những cái đội tuyển mà có nhiều nhân sự trong một vị trí thì nó sẽ luôn là những cái cuộc cạnh tranh lành mạnh, và nó thúc đẩy tất cả cá nhân cùng phát triển. Thì tôi nghĩ rằng với trường hợp của Border và OG thì nó cũng là một cái trường hợp như vậy mà thôi. Nhưng vấn đề là OG thì anh ta mới chỉ xuất hiện tại VCS được một ván, tôi nhớ là không nhầm là như vậy, và ván thi đấu đó anh ta cũng không để lại quá nhiều ấn tượng nữa với con bài Ash của mình. Thì ngày hôm nay trước một AME đang phong độ cao như vậy thì không biết rằng là OG anh ta đã có đủ những cái sự chuẩn bị mặt tinh thần chưa? Để xem thử là trong một cái trận đấu như này tôi nghĩ là áp lực nhiều đấy. Đúng rồi. Tại vì bạn thay vào ở ván thi đấu thứ 3 trong khi đội bạn vừa thua, và cái áp lực về mặt chiến thắng nó đang được nặng, đặt rất là nặng, đó là một cái sự ngột ngạt nào đó. Nhưng mà biết đâu anh ta cũng có thể giống như một siêu dự bị, kiểu như Edin Dzeko được thay vào phút 90 và mang lại bàn thắng cho đội tuyển của mình thì sao? Rất có thể. Nếu như mà ngày hôm nay OG anh ta ra sân với một cái tâm lý nó thoải mái, một tâm lý của một tuyển thủ mà ít có cơ hội để thi đấu, anh ta sẽ bung ra tất cả gì tốt nhất của mình, thì có thể là một trường hợp bên phía team Flash sẽ thăng hoa nhờ vào màn trình diễn của bản thân OG, hoặc là tiếp tục sẽ lại là cặp đôi Playcool cộng với Karakta, có thêm được cả sự hỗ trợ OG nữa để có thể trở thành bộ ba sát thương uy tín đến từ bên phía của team Flash. Còn với team Secret thì chắc chắn họ đang có những cái lợi thế khi ván 2 họ vừa gỡ trong thể thức một showdown thì Ares cũng thắng, họ cũng quyền chọn bên nữa. Rất nhiều lợi thế không chỉ về tinh thần mà còn về chiến thuật đang được dành cho bên phía team Secret trước khi họ bước vào ván 3. Có lẽ là TS cũng đã nhận ra rất là nhiều bài học và họ sẽ không dám thử nghiệm trong ván 3 này đâu. Vẫn sẽ là một cái cách tiếp cận rất là cẩn trọng và tôn trọng đối thủ của mình trong cái ván thi đấu thứ 3 này. Vậy thì Flash sẽ phải đem ra những quân bài nào? Nhưng mà cắm và chọn rất khó để sơ hở đến những con tướng đó, tại vì nhìn vào cắm và chọn hai ván đầu tiên, cả hai đội đều đưa ra những vị tướng thẳng vào người chơi chứ không phải là những vị tướng meta. Đúng rồi, như vậy rõ ràng rồi, chúng ta đều đã nói về cái sự thay đổi của meta, nó khiến cho những lượt cấm và chọn nó không còn nhắm quá nhiều meta nữa, nó sẽ nhắm thẳng ở bể tướng người chơi luôn. Thì ván thi đấu vừa rồi là một ván thi đấu mà bên phía team Flash họ để thở ra con Sejuani dành cho Yuusha, và ngay lập tức nó phát huy tác dụng với khả năng kiểm soát bản đồ và khả năng mở giao tranh là rất tốt đến từ người chơi đi rừng của team Secret. Thì không biết rằng ván thứ ba họ có muốn cấm tiếp vào cái con bài như là Vi, như là Sejuani hay không, và ép cho Yuusha vào cái thế bắt buộc phải đọ tay, đọ những cái chất tấn carry với Rakta bên phía bên kia. Một ván thi đấu mà Rakta cũng phải lùi về để có thể chơi những cái chất tướng theo thiên hướng là làm nền, không phải là một cái sự thành công dành cho bên phía team Flash. Rakta nổi tiếng với cái chất tướng ăn thịt, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì hơi khó. Nếu như kể là chắc còn được Virgo là carry được. Lee Sin thì đánh mạnh cho đồng đội mình thôi, chứ về mid và late game thì Lee Sin cũng sẽ trở về với vị trí của anh ta là tạo đột biến mà thôi. Còn lại đó là Vi cũng bị cấm liên tục, cho nên là hơi khó để cho Rakta có được một vị tướng ưng ý với mình ở thời điểm hiện tại. Rất là khó với những cấm và chọn từ cả hai bên. Chúng ta không thấy những cái sự chênh lệch nào cả khi cả hai bên đều làm rất tốt với những gì mà họ nghiên cứu đối phương từ trước cặp trận đấu này, và cũng đã có những cái sự gọi là chỉnh sửa rất là nhanh ở trong giai đoạn cấm và chọn đến từ cả hai đội ở ngay từng ván thi đấu một thôi. Khi bên phía của team Secret để thua trong ván đầu tiên, họ cũng đã có những cái sự chỉnh sửa, và bên phía của team Flash họ lại để hở ra con Sejuani. Tôi nghĩ rằng đó là một cái điều không nên chút nào cả. Sejuani và SGO cần nằm trong những đợt cấm. Có lẽ là quá nhiều sự lựa chọn mạnh đã khiến cho Flash phải phân vân. Nhưng mà tôi nghĩ giống như anh Khải nói, Ezreal cần phải là một con bài được cân nhắc, cho nó thẳng lên ba con tướng bị cấm luôn đi. Đúng rồi. Thì không chỉ cách nên cấm. Cái cách khắc chế tốt nhất đối với một vị tướng là cấm luôn cho rồi. Rõ ràng. Đừng nên thử quá nhiều. Bạn thử quá nhiều lần mà không được thì không nên cố chấp.
có chấp nhiều quá là toát đấy. Và đến thời điểm hiện tại thì để xem nào, vẫn là Kindred, vẫn là Lập Lăng. TS vô cùng tôn trọng đối thủ nha, nhưng bên phía của Flash vẫn còn chừa ra slot 3, nó chưa cấm. Còn Ezreal cấm hay là không? Câu trả lời sẽ là như thế nào đây? Tôi nghĩ là nên cấm thôi, với cái phong độ đang bay như vậy đến từ Amine mà để hở ra cho anh ta con Ezreal tiếp thì ngại gì không chơi đúng không? Bander hay là OG thì tôi nghĩ rằng thời điểm hiện tại nó sẽ rất là khó mà thôi. Đây rồi, phải cấm Sejourney. Vậy nếu như mà TS bứt trước Lucian thì liệu rằng Flash có muốn không? Ngay lập tức, họ nghe mình hả? Thì tôi nói rồi mà, đang phong độ cao như vậy mà tội gì không cho Amine chơi tiếp. Kiểu như là nãy giờ thường là ưu tiên first stick con Lucian. Thì nếu như first stick Lucian thì Flash hoàn toàn có khả năng là có kiếm không, không cấm thì mình chọn thôi. Mình chọn cũng là một cái lượt cấm gián tiếp vào. Đúng rồi. Cho nên là TS nếu bạn muốn chơi Lucian, chúng tôi cho vào chơi Lucian. Ưu tiên Ezreal dành cho Amine. Để xem sẽ là Lucian Kin, phía này bị cấm rồi. Khả năng Lucian Maokai hay là Lucian Ivern đây, một trong hai cái kiểu như vậy. Thì sẽ là Maokai tiếp dành cho Rakdos mà thôi. Mặc dù ván thứ đó vừa rồi không phải là một cái gì đó nó quá là thành công dành cho người chơi đi rừng của bên phía Team Flash cả. Nhưng những gì chúng ta nói, lựa chọn Maokai cũng sẽ một đợt cấm vào bể tướng của Yuusa. Bắt buộc anh ta phải chơi những cái vị tướng theo thiên hướng là gánh team với lượng sát thương phép thuật. Lần này nó là Brand. Taki sẽ được chơi tiếp Leona, tạo ra một đường dưới cực kỳ khỏe dành cho phía Team Secret. Vậy là nửa trên của TS sẽ cần thêm một chống chịu mở cho đội hình này khi mà đã có Brand rồi. Chắc tướng Brand cần tuyến trước khá là dày. Nhưng mà cảm giác như là Lucian ở thời điểm hiện tại nhìn ra Playcool anh ta chỉ làm tốt ở giai đoạn đi đường thôi. Còn khả năng gánh team thì nó chưa thực sự được phát huy rõ rệt. Tại vì cơ bản với cái điểm hấp thu sinh mệnh ở thời điểm hiện tại thì bạn phải lên lưỡi hái, và với lối build đồ này Lucian phải là vị tướng đánh cà cưa. Còn cái sát thương gây đầu ra nó không phải là một sát thương đột biến trừ khi bạn sấy thanh trừng thôi. Bạn sẽ cần tới ngưỡng 3 đồ để thực sự khỏe với cái con Lucian lên theo thiên hướng là suy vong kẹp thêm một cái lưỡi hái linh hồn và sau đó mới lên dìu đen. Thì đó mới là ngưỡng sức mạnh thực sự của một con Lucian lên theo kiểu như vậy. Và bên phía của Team Flash phản ứng cũng rất nhanh. Họ biết được rằng là bên phía của Team Secret đã có đầu ra sát thương ổn rồi. Họ cần một dàn tuyến đầu vững chắc thì lấy luôn Rumble để có thể khắc chế lại được những cái vị tướng chống chịu ở khu vực đường trên. Cấm và cấm luôn cả Cassante nữa. Còn Na. Còn Na dành cho Hero. Đây là một vị tướng mà Hero cũng đã đem ra để đối đầu với trận đấu này trong trận đấu với Gamesport rồi. Và hồi nãy hình như là đã có ván bên phía của Flash cấm Na rồi, nhưng lần này họ cấm vào Mordekaiser. Họ vẫn e ngại con tướng này hơn. Mordekaiser thực ra tôi rất là ít khi đánh giá cao cái chất tướng Mordekaiser, bởi vì dù sao thì nó cũng là một con tướng theo thiên hướng là đấu sư và nó khá là lù đù nếu như không có tốc biến hoặc là tốc hành. Và tự tin vậy nhờ. OG lại tiếp tục sử dụng Ash ở trong ván thi đấu này. Vậy là Ash Rumble, có khả năng Ash Rumble đứng dưới không? Ash Rumble à? Nếu mà Ash Rumble thì đây, đã có luôn một con Galio để có thể khắc chế. Ôi, đội hình của TS đánh chắc thật sự. Ares sẽ sử dụng con Galio này đứng giữa. Ơ, chưa, lại vội rồi. TS chơi hơi ác. Lần này thì chúng ta lại tiếp tục có đội hình hai xạ thủ và Galio. Bây giờ mà tôi không dám khẳng định đâu, là tí rồi biết con tướng này đi đâu. Còn đội hình của Flash lần này thì nếu như Alistar được khóa lại thì chúng ta sẽ thấy được là Rumble ở khu vực đường trên, Azreta khu vực nửa dưới. Nhưng vẫn là cái câu nói cũ, Az là vị tướng khó vận hành. Nếu OG anh ta vừa được thay vào và vẫn tự tin với con Az này, nghĩa là anh chàng này đang vô cùng tự tin với cái phong độ của mình đấy. Cần phải có cái sự tự tin đến từ tất cả những cá nhân đến từ bên phía của Team Flash chứ không chỉ mình OG đâu. Tôi cần thấy lại cái sự tự tin, cái sự ngông đến từ Playcool cũng như Rakdos để có thể khiến cho Team Flash trở lại với cái khí thế của họ ở trong ván thứ đầu tiên. Còn cấm và chọn hai bên đều làm rất tốt, đều có những cái sự đột biến rồi, để xem họ sẽ vận hành như thế nào. Bể tướng rất rộng và rất biến ảo đến từ Team Secret. Những cái lượt cấm chọn của họ ở bao nhiêu mùa rồi, lần nào cũng đem lại những cái sự thú vị dành cho chúng ta. Các huấn luyện viên cũng đã sẵn sàng, nắm tay hơi hụt nhưng không sao. Hãy đến ngay với ván thi đấu thứ 3 cùng với bài bình luận của chúng tôi. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với ván thi đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay. Cuộc chạm trán giữa Team Flash và đối thủ của họ Team Secret tỷ số đây là 1-1. Và với sự lựa chọn thú vị để xem Team Secret sẽ vận hành nó như thế nào. Và vẫn là Hero khi mà anh ta mang ra Galio đường trên. Ở trong năm 2014 này ở trên các giải đấu lớn thì chưa có một con hả? Galio nào. 2024, mùa 14. Mùa 14. Thì trong cả năm nay chưa có ai cầm Galio lên đường trên cả.
trên trong các giải đấu lớn và những cái giải đấu cấp khu vực, thì đây sẽ là một lựa chọn cực kỳ thú vị đến các thành viên bên phía của team Secret. Và đúng, Galio có một lớp giáp phép để có thể chống cự lại được cái lượng sát thương liên tục của con Rumble. Khả năng sốc sát thương ngược trở lại của Galio cũng là tương đối ổn. Ý tưởng hay, đó là một ý tưởng hay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ván thi đấu quyết định của cặp trận đấu này. Ai sẽ ra về tay trắng và ai sẽ ra về với một điểm cực kỳ quan trọng trước thềm playoff. Đây vẫn là một ván đấu cực kỳ thú vị. Với sự xuất hiện của Galio thì chúng ta không thể biết được cái khả năng giao tranh của các thành viên bên phía Team Secret nó là mạnh đến mức độ như thế nào. Khi mà bạn có đến hai chất tướng ép cho đối phương phải đứng tách nhau ra, đấy là Brand và đấy là cái siêu hùng dáng thế của Galio, thì lúc mà bạn tách nhau ra thì là cơ sở để cho Ares băng vào với một chất tướng Kai'Sa để sốc sát thương một mục tiêu và khả năng mà Leona của Taki không chế được nữa. Chúng ta nhìn qua những cái điểm ngọc thì có cho mình là bước chân đến từ Ares nhưng có chinh phục đến từ Yuusa. Wow, sự lựa chọn khá thú vị đến từ người đi rừng bên phía của Team Secret. Lượng sát thương theo thời gian của Yuusa sẽ cực kỳ chất lượng ở trong những thời điểm cực kỳ then chốt nhất của ván thi đấu. Còn ngược lại thì bên phía của The Class, bạn Ngọc không có gì thay đổi cả, cũng y chang như vậy mà thôi. Chỉ có một điểm thú vị đến từ Hiro là nếu như anh ta liên tục có những cú trade hit với lại Yoshino, anh ta vẫn sẽ có một vài lợi thế nhất định. Đầu tiên là cái lớp khiên hồi nãy mà anh Dư nói, và cái thứ hai là cái lá chắn, cái dư chấn, chứ sao là bạn là cái dư chấn được kích hoạt nó sẽ giúp cho những thủ trao đổi chính thức vẫn sẽ có lợi thế. Còn trong đó Rakta, ui Rakta không ngờ có cái quả này luôn đấy, và anh ta đang bị đẩy cho mất một đống máu khá lớn, đồng nghĩa việc là anh ta sẽ gặp một số khó khăn. Còn trong khi đó đổi đường thì bên phía của T-Plus vẫn bắt đầu, họ đang phản ứng theo, Đầu tiên là câu chuyện Yoshino lùi để tạo ra một vài cái sự an toàn nhất định cho bản thân của mình. Còn trong đó Playcool mất cái lướt để có thể lùi về ngay lập tức. Và khi mà bạn tăng lướt ở level 1 thế này thì khả năng nảy lính và khả năng cấu rỉa của bạn với Kai'Sa của Lucian trong tay Playcool là sẽ yếu hơn rất nhiều, và bạn không thể nào mà cấu rỉa đối phương từ xa được. Ares đã lên cấp độ 2 sớm hơn. Thế nhưng thực ra con Kai'Sa này cấp độ 2, cấp độ 3 nó không có gì nhiều chênh lệch, bởi vì bạn tăng tiêu truy kích hay là bạn tăng cái chiêu E của mình thì nó cũng không đem lại một cái khả năng đẩy lính là quá vượt trội. Bạn chỉ cần cơn mưa Katia là được rồi. Nhưng Rakta có một tình huống di chuyển qua rừng đối phương, đi qua mắt và Yoshino sẽ là đi cùng. Tuy nhiên chất tướng Rumble thì bạn đi cùng người đi rừng này thì bạn đang hơi lỗ một chút, và cái lỗ này thì nó sẽ khiến cho cái mưa tên lửa đến chậm hơn. Còn trong khi đó thì rõ ràng Hiro đang có một lợi thế rất lớn, đó là anh ta đang đi cùng với là những đồng đội của mình. Cái đó anh ta hưởng được vài cú lính nhất định, nó sẽ giúp cho cái khả năng có kinh nghiệm đến từ Hiro nó sẽ cao hơn rất nhiều so với Yoshino trong giai đoạn hiện tại. Một cú dịch chuyển đến từ Hiro, anh ta đáp xuống tầm chính của bắt tay. Hiro đã lên được cấp độ 2 và anh ta đang tạo ra sự an toàn cho bản thân của mình. Cơ hội rất cao là anh ta sẽ phải nằm xuống, quan trọng ai cũng sẽ giành chai mà thôi. Một cú đấm đấm và trụ đang bấm người Uzi mà thoát ra. Nếu rất lâu, Yoshino rất lâu đang hơi suy nghĩ nha, Yoshino hay là ai là người bị trụ bắn này? Rakta đang là người bị trụ bắn hay là Soda là người bị trụ bắn? Và vẫn như được mạng khá hay cho Uzi. Nhưng họ đã mất rất nhiều thời gian ở cánh dưới này rồi. Uzi có được một điểm hạ gục, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được là Hiro đã lên cấp độ 2 và thậm chí anh ta gần lên cấp độ 3 rồi. Trong khi đó Yoshino bây giờ cấp độ 1. Bây giờ anh ta lên đường trên, anh ta dịch chuyển, anh ta gặp một con Galio cấp độ 2, cấp độ 3 thì cũng rất là mệt. Với cái lợi thế duy nhất của Yoshino là cái tốc biến anh ta còn. Nhưng khi mà Hiro đã có được cho mình những cấp độ và anh ta có được một bình thuốc hồi phục rồi ý, thì bây giờ các bạn có thể nhìn thấy là Hiro đi đường cộng với Yoshino sẽ không gặp quá nhiều áp lực. Đường giữa thì Kai'Sa của Ares với việc là Playcool bị ép lui ra và anh ta cầm cho mình là dịch chuyển thì Ares sẽ là người có lợi hơn. Chúng ta sẽ thấy là đội hình của Team Secret chỉ là một dịch chuyển mà thôi, bởi vì Ares cũng sẽ lên phép đấy, một trợ mặt thiền tấn công. Kích được lá trắng, sao bạn lại kích được cái dư chấn, cái phát trầu hẳn, thêm lớp khiên nữa. Nó khiến cho Yoshino vừa đổi trao đổi chứ nó không thắng luôn. Đây là rõ ràng Yoshino cũng không ngờ tới cái chuyện này nó xảy ra. Anh ta mà sấy một cái là Hiro bay vô đấm này lấy lợi thế luôn, kích hoạt dư chấn luôn. Nó khiến cho Hiro cực kỳ trâu trong những trao đổi chi thức đó, và chắc chắn người phải bị bất lợi hơn không khác chính là Yoshino. Chưa kể đến trong giai đoạn hiện tại Hiro lại có thêm cái khiên, nó giúp cho khả năng sinh tồn của Hiro khu vực trên vẫn đang rất tốt. Nếu như chơi game sinh tồn thì với những gì mà Hiro đang có, lấy được cả tốc biến của Yoshino, Hiro đang thực sự có một con Galio rất đáng để có thể nể. Rất chiến đến từ Hiro, và pha vừa rồi là một pha can thiệp đến từ Yuusa. Và ở cặp đôi đường dưới này thì từ một cặp đôi chắc chắn là thua đường là SBU. Tóc biến chạy rất xa, tóc biến dưới theo đang báo người Taki. Taki úi,
một pha đấm hơi lỗ đến từ Rakta và Amine cũng như Takilo về được. Nhưng sau tình huống đánh này thì rõ ràng Uzi và Sora đang có khá nhiều lính ở phía trước để sẵn sàng đón nó. Cái thế lính này thế lính rất xấu cho bộ đôi bên phía Team Secret nha. Nên là Uzi cũng là Sora sẽ là người có lợi hơn. Mình ký bây giờ đánh luôn. Nếu như các bạn đánh tôi bây giờ tôi đánh ngược lại bạn. Bắt buộc Sora phải chạy đây để hỗ trợ. Amine đang bị đe bám. Amine lướt để có thể bỏ chạy. Amine mất hơi nhiều máu. Amine một hit đánh thương vào người Amine và Sora dứt điểm được đối phương. Taki đang kêu gọi hỗ trợ để Yosa và Rakta đứng quá sau, anh ta bị dính khuôn trụ cỏ thì được kiếm và ngay lập tức Rakta không đủ sát thương để có thể đáp trả được màn trả thù đấy. Sora đang muốn mạng đổi mạng và đó là cái chồi non rất hay đến từ Rakta, một cái chồi đã giúp cho Rakta của bạn cùng Sora đẩy ra và Yosa hết cách để có thể bắt bớ được Sora trong giai đoạn tại. Nhưng mà trao đổi sẽ vẫn là có lợi bên phía Team Flash, bởi vì mặc dù lấy có một điểm hạ gục cho dành cho Team Secret nhưng họ lấy được hai ở cánh trên thì lúc này thì Hero đã qua cái giai đoạn mà anh ta có thể tấn công được Yoshino nhiều rồi, bởi Yoshino lên dày nên khả năng thả diều này chúng ta là có, cái khả năng hồi nội tại của con Galio nó cũng sẽ bị hạn chế ở thời điểm hiện tại. Đây là một pha mà tôi nghĩ là bộ đôi Amine cộng với cả Taki hơi tự tin quá với lượng sát thương của mình và họ cũng không ngăn cản được khả năng đi vào đến từ Sora. Nhưng mà cái pha đâm vào bụi này của Rakthai đúng là hơi sai lầm, lượng sát thương của bên phía Yusa là quá đủ, anh ta đang được farm, anh ta có được đồ. Và cái pha vừa rồi ấy là một pha mà team Flash muốn đánh dựa vào cái cứu cánh nhưng mà lại không hạ gục được. Ôi, đây solo kill. Bây giờ chấp Rakta lên cũng đâu có vấn đề gì đâu, solo kill. Dơi này nó ác đáng nhờ. Quỷ. Đây là con Galio ác quỷ đến từ Hero luôn. Anh ta cũng sử dụng cái trang phục là Galio địa ngục. Đấy. Wow, hay thế nhờ. Đây là địa ngục với cổ ngữ nhỉ. Chắc tôi nghĩ cổ vũ chứ địa ngục nào màu xanh dương anh. Địa ngục màu đỏ. Anh không chơi Galio à? Đáng lẽ ra phải dùng skin địa ngục thì nó đẹp hơn. Phân tích viên mà không chơi game là kỳ lắm anh Dương nhỉ. Không phải anh ơi, tôi làm gì có đủ RP để mua skin địa ngục anh. Ok. Người nghèo nó thế. Đã không chơi game còn nghèo nữa chứ anh tôi. Khổ thế nhờ. Không sao không sao. An ủi từ bản của bản thân của mình. Đây từ từ. Để tự an ủi bản thân mình cái gì cơ. Hết cách. Thì quay trở lại câu chuyện cũ. Hero solo kill quả hay quá. Tôi cũng bị bất ngờ luôn á. Cái này cũng là cái mà chắc có lẽ như cả Yoshino cũng không thể nào tính toán được. Liên tiếp cắm chạy được trên kinh như thế. Hả? Sao anh? Yusa cắm chạy đường trên luôn khi mà lên tiếp một lần nữa. Và bây giờ Yoshino không có tốc biến, bạn chạy đi đâu? Đối phương trời đấm lên ơi, đấm xuống nè. Đúng trong lo luôn đó. Đúng trong cốt truyện rồi đấy. Con Galio là đúng trong cốt truyện rồi đấy. Nó mạnh ác đạn thật sự. Một đấm. Rồi. À tôi hiểu, tôi hiểu cái miếng của anh. Chúng ta đi hơi xa rồi. Cái phát tương tác vừa rồi nó cũng hơi mạnh. Đây, tôi hiểu anh. Ở đây rồi, và không cần phải bàn tới nhờ. Đấy, cứ đấm lên xong khiêu khích là con Rumble này không có gì để chạy cả. Không có tốc biến thì bạn chỉ có thể lấy sát thương bù lại mà thôi. Nhưng khi mà có con Galio ở đây thì lượng sát thương phép đến từ Yoshino bị giảm đi rất nhiều đến từ cái khả năng tạo khiên phép. Tôi nghĩ ra được rồi. Nói chung là con Galio này là cốt truyện thì thấm mà đấm thì đau đúng không? Đấy, kiểu như thế đúng không anh Dương? Hiểu ý anh rồi. Không, quạt thì thấm. À đúng rồi, quạt thì thấm mà đấm thì đau, công nhận thật. Và đồ của Hero có một cái hay là đồ không cần phải đồ sát thương phép mà vẫn đau. Cứ đồ tăng thôi. Tại vì thực ra Galio đã có những chỉnh sửa ở giai đoạn trước, đấy là khi mà bạn lên nhiều máu ấy thì bạn gây nhiều sát thương hơn. Nó sẽ thiên về cái hướng là Galio lên đồ chịu đòn chứ không phải là lên đồ sức mạnh phép thuật nữa, bởi vì cái tỷ lệ cộng sát thương đến từ sức mạnh phép thuật của Galio bị giảm mà thay vào đó là máu tối đa, nên Galio sẽ có thiên hướng là lên đồ chống chịu nhiều hơn. Và như vậy là bạn vừa khỏe, bạn đấm thì lại đau nữa, nên đấy cũng sẽ gọi là một cách lên đồ tốt. Và bây giờ ấy thì bộ đôi đường dưới Team Secret chắc chắn là không thể đi lại được với Asmereta rồi, khi mà chất tướng của đối phương là chất tướng tay dài, khả năng cấu xỉa tốt, khả năng bắn làm chậm của OG cũng là ổn. Nhưng sau cái giai đoạn đổi đảo đường đầu tiên ấy thì bây giờ Team Secret hoàn toàn có thể đưa người đương cự xuống được, không quá lỗ. Nhưng khi có quyền lực thiên nhiên của Rakthai khác nha. Băng trụ được không? Rồi bắt đầu quyền lực thiên nhiên, Amine chạy được. Còn trong đó Taki thì không sao, có người đỡ. Bây giờ người gặp vấn đề Rakta là Taki thiên định kiếm không tới tầm nha. Red đã tới lấy tốc biến, bản năng sát thủ chờ đợi sẵn, bản năng sát thủ quay vô combo luôn. Tại vì bây giờ có người combo Gathia đủ rồi, có nội tại. Nhưng đúng một miếng đánh cần thiết thì OG có được quả R khá đẹp để giúp cho tình huống tổn thoát của Rakta thành công. Khi bên này sấy liên tục, Hero chấp cả sấy luôn. Và anh ta vẫn đang thật sự quá mạnh mẽ của vực đường trên.
Ta có thể thấy pha thi đấu vừa rồi là một pha thi đấu mà OG đã sử dụng đại băng tiễn ở tầm gần để có thể cancel một đòn đánh của Ares, cũng như là Sora đã phải mất cái hồi máu để cho Rắc Thang có thể về. Nhưng trao đổi như thế vẫn là quá lời ở bên phía Team Secret, bởi vì họ không mất phép bổ trợ nào, nhưng họ lấy được tốc biến của Maokai này, họ lấy được quyền lực thiên nhiên này, họ lấy được thêm cả hồi máu đến từ một con Renata Glass nữa. Đó là cơ sở để cho Yusa có thể sang cướp rừng, và anh ta bây giờ cái khả năng tăng tiến sức mạnh của anh ta là nhiều hơn rất nhiều so với Rakta. Rakta sẽ không lên mặt nạ để có thể gia tăng lượng sát thương phép, mà anh ta lên theo kiểu là ván thi đấu trước là thuần là chống chịu, nhưng ở thời điểm này thì là vẫn chưa đủ. Bị đốt rồi. Ồ, xong luôn. Hồi nãy Yusa tóc biến R để cho nó đẩy qua bên kia, và Rakta vô tình lại là người để một cái hệ lụy khá nặng nề trong thượng đó. Chính cái hệ lụy đó sẽ giúp cho Yusa cực kỳ mạnh mẽ. Nó sẽ khá giống như một cái ván thi đấu mà tôi từng cách với NCK, đó là để bạn để cho con Ren xanh sớm là bạn đỡ không nổi. Một hồi nó có mặt nạ rồi, sau đó nó có thêm quả trượng nữa thì đỡ không nổi với đội hình này. Ta xem lại pha tóc biến này đến từ Yusa chỉ đơn giản tóc biến R thôi là xong. Nó tưng, trời ơi. Bàn tay đau đớn. Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy được là Team Secret sẽ có rất nhiều lợi thế khi mà trong rừng của họ đang là một chất tướng Ren mạnh hơn, và họ đã có được 4 sâu rồi nên họ không đánh nữa. Khi mà đối phương có quyền lực thiên nhiên thì bạn chỉ cần ăn được 4 sâu là bạn quá thành công rồi. Bạn vẫn có thể kích hoạt được gọi ra những con bọ hư không, tất nhiên là chỉ gọi được một con thôi, nhưng như vậy đã là quá đủ rồi. Lượng sát thương lên trụ đốt đến từ những cái bùa lợi của sâu hư không cũng là quá đủ. Bây giờ là hoàn toàn có thể về nhà để farm tiếp. Ngưỡng sức mạnh của họ vẫn đã bắt đầu có rồi. Ý, nhưng mà Amine pha này đã đi bụi. Sao anh ta solo kill với lại Yoshino nhỉ? Tức là tôi không biết là ta lấy cái lý do gì ta đánh nhau. Chắc hơi hai hừng bên quá, đều có tướng trong quá. Đó hơi hừng thật. Và thật ra về mặt chất tướng thì dù gì những vị tướng xạ thủ trong khoảng thời gian đầu này chưa có trang bị thì hơi khó đối với lại những vị tướng tay ngắn một tí xíu. Và Robo trong tay Yoshino là người giành chiến thắng trong tình thủ vừa rồi. Dù vậy thì đây cũng là một ván đấu mà có lẽ là người có thể carry ván đấu này sau Team Secret sẽ là đường chắc giữa. Luôn, e lên chắc luôn. Thì chắc chắn là như vậy rồi anh. Ôi giời, là quy hụt như thế đi. Đấy, hụt một cái quy hụt cả cung ánh sáng nữa. Thì thôi, đối phương cứ thế đấm tay mà thôi. Như vậy là Yoshino cũng cosplay được Hiro trong pha thi đấu vừa rồi. Đấm cũng tương đối là thấm. Và bây giờ thì quay trở lại hai người này thì Hiro ở giai đoạn hiện tại, Hiro không dễ dàng để hạ gục được Yoshino đến như vậy, và tốc độ đẩy của con Galio nó sẽ bị giảm đi một chút. Và điều này khiến cho bên phía Team Secret sẽ bắt đầu phải tìm cơ hội để giao tranh. Họ có hai chất tướng có thể tiếp cận ở tầm rất xa, đấy là Galio cộng với cả Kai'Sa. Thì đây, Taki cần phải có những pha như thế này. Khống chế một người là nhiều người có thể bay vào. Yusa R. Và Sora sẽ phải nằm thôi, anh ta đứng im tại chỗ luôn. Ui, Amine lấy được màu xanh luôn. Cả màu xanh luôn. Bây giờ tới lượt người gặp vấn đề là Rakta. Rakta đang bị giữ chân lại, Amine tiếp tục tạo ra hiện khống chế. Và Rakta sẽ phải nằm xuống mà thôi mà hạ gục. Lại tiếp tục cho Yusa. Một con Ren đã có mặt nạ từ thời điểm quá sớm. Vài giờ cái vấn đề trường rely nó chỉ là thời gian. Chính xác là như vậy. Anh ta đang rất xanh 302 với một con Ren. Và vừa rồi thì hỏa khắc mộc rất là rõ ràng. Một con Maokai thì bị lửa đốt cháy rất dữ dội. Mặc dù Rakta cũng đã có được mình Guardian Sorry, nhưng khả năng chống chịu của Maokai phải ở mức 3 hoặc là 3 đồ. Tôi nghĩ là phải 3 đồ trở lên thì nó mới thực sự là mạnh mẽ. Và cái nội tại hồi máu nữa, nhưng khi mà đối phương đã có đồ sớm như này thì bạn không làm ăn gì được. Đây, tôi vừa mới nói là chỉ cần Taki khống chế được một người thì sẽ có một là Kai'Sa, hai là Galio ở gần đấy bay đến để giao tranh. Và pha vừa rồi là Ares đã bay đến có được một điểm hạ gục. Và để rồi sau đó thì Amine vừa ăn được bùa xanh, vừa có được một điểm hạ gục nữa. Rất tuyệt vời cho các thành viên bên phía Team Secret. Và bây giờ họ đang tạm thời vươn lên dẫn trước khoảng 1.300 tiền. Team Flash vẫn có thể dựa vào play cool, bởi vì từ nãy giờ người ta farm cũng tương đối là tốt. Và UZ cũng là như vậy. Hai cái móc diệt trong đội hình của bên phía Team Flash. Những sát thương của họ có liệu có đủ ở thời điểm hiện tại không? Galio đã xuất hiện để có thể đỡ lượng sát thương này cho các thành viên bên phía Team Secret rồi. Để coi là liệu bên phía Team Flash họ có thể tràn vào khu vực hang động hay không, nó sẽ là một vấn đề rất lớn. Tại vì họ hiểu được cho dù bây giờ chấp cái hợp chất điên loạn được Sora, nhưng nếu như hai xạ thủ mà đam không bao nhiêu á thì họ cũng sẽ không có nhiều hướng lắm. Họ có thể tạo ra một cú phản công, nhưng sẽ đòi hỏi rất nhiều về câu chuyện là Yoshino sẽ cần vào cú rờ đẹp. Tại vì tạm thời trong khoảng thời gian này không có việc thị quái đến từ UZ Playcool vẫn sẽ cần rất nhiều thời gian để kích hoạt được nó, tóc biến né được. Quyền lực thiên nhiên cũng không còn, nó quay trở lại. Thái Dương Asan combo ngược cái thiên đình kiếm cùng Asan được bật lên. Taki đang hướng tròn cái thanh trừng. Lekun lướt lên. Lekun đang gây sát thương để cố gắng tái lại một lần nữa cái trí cung diệt tận. Rakta đang mất tương đối vì máu có dây chuyền chuột tội. Hiệu ứng khống chế đã dành sẵn để xem không khiêu kích được ai, ngược lại đang phải lùi. Uzi bắt đầu quay trở lại bắn. Anh ta sử dụng W để làm chậm đối phương, bắt đầu kích hoạt kỹ năng uy của mình, lấy được tóc biến của Hero. Và T Plus họ giao tranh rất hay trong pha vừa rồi.
Hero không có nhiều giáp ở trong cái lối lên đồ này, nên ta lên thuần túy là kháng phép mà thôi, nên lượng sát thương đến từ Uzi là cực kỳ nhiều. Và nó khiến cho bây giờ Team Flash sẽ là đội có được con rồng thứ hai của riêng mình. Một pha giao tranh hơi lỗ đến các thành viên của Team Secret khi mà tình huống phản công ngược lại với cái thiên đỉnh kiếm của Taki thì trượt. Thái Dương Hạ San thì không làm choáng được ai cả. Và sau đấy thì Yoshino có một tình huống kẻ cực kỳ đẹp, cái mưa tên lửa nó khiến cho Team Secret bị chịu một lượng sát thương cực lớn và Taki bị dứt điểm bởi play cool. Như tôi đã nói thì bên phía của Team Flash vẫn có thể hy vọng là được vào một chất tướng Lucian ở thời điểm hiện tại, khi mà đối phương cũng là những chất tướng xạ thủ thì Lucian hoàn toàn có thể bắt nạt được đối phương với một lượng đồ như này, khả năng sốc sát thương là mạnh mẽ hơn. Chưa kể đến trong tầm này thì Ares vẫn đang kẹt với giao điện, anh ta vẫn chưa được món trang bị thứ hai, anh ta phải đợi tới món trang bị thứ hai có, lúc đó chúng ta mới thấy được cái nguồn sức mạnh của Ares sẽ được nâng cấp gấp bội. Và chưa kể đến Almine cũng sẽ cần tích số nước mắt. Cô ngược lại bên kia chi tiến, Blackwood mấy khen mà anh ơi, trời đi luôn. Và Ares là người dứt điểm được trong tình huống đó. Khen là đi. Mình cứ khen là đi luôn. Đó là một pha mà cũng có can thiệp. Và đây Shizusa đang đứng đợi, combo đầy đủ. Sora đã kịp tóc biến ở phía bên kia để có thể chạy cung ánh sáng thì sao. Nó chỉ sượt qua người của Rakta mà thôi. Nhưng nó sẽ là con sứ giả cho các thành viên bên phía Team Secret mà thôi. Khi mà Rakta cũng vừa mới ăn bùa đỏ và đồng đội của mình đã rất thấp máu rồi thì sẽ không tranh cướp với con sứ giả thời điểm hiện tại nữa. Taki đã có mặt ở đây. Nhưng trong khi đó thì với việc Veiku nằm xuống mất cả tốc biến nữa thì Ares sẽ là người có được lợi thế khi ta lấy được trụ một của các thành viên bên phía Team Flash ở đường trên. Và ở đường dưới này thì ở thời điểm hiện tại khi mà đã có áo choàng hắc quang như này rồi thì Hero hoàn toàn có thể đi thoải mái với cả Yoshino mà thôi. Trời ơi, anh ta sấy còn không vô máu của Hero nữa, hơi khó nhở. Thì nữa Hero thêm cái vòng sắt cổ tự nữa thì cái lớp khiên kháng phép nó phải dài một khúc luôn anh ạ. Trời ơi, cực nhờ, tính là sẽ cực đấy, cực lắm cho Yoshino chứ không phải là không đâu. Tại vì bạn không thắng được đường thì không có khoảng trống để có thể thả ra mưa tên lửa. Phía bên kia thì chúng ta thấy rằng là một ngọn đuốc đang rực cháy đến từ bên phía của Team Secret. Một Yusa trong giai đoạn hiện tại đã có được một cây gậy và sẽ chờ đợi thêm một cái sách cũ cộng thêm một cái đai lưng khổng lồ nữa, nó sẽ giúp cho cái khả năng lên được cái trượng của Yusa nó sẽ rẻ hơn rất nhiều và sẽ đợi thêm một tí xíu nữa thôi. Quan trọng hết là trong những tình huống giao tranh sau Yusa có được mạng gục hay không. Chứ tạm thời ở trong khoảng thời gian này, rõ ràng Team Flash vẫn đang tận dụng rất tốt cái khả năng đánh rất hay của Blackwood cộng kèm với Oji. Mặc dù Oji từ nãy giờ đã có một khoảng thời gian khó khăn ở trong tuyến đầu một tí xíu, trong khoảng thời gian đầu tí xíu, nhưng sau đó thì không cần phải bàn tới, Oji đang có một ván thi đấu cực kỳ sáng. Taki tới sẵn sàng tiếp cận Thái Dơ sang Rakta tốc biến và Almine cũng dịch chuyển qua phía bên kia sử dụng chiêu cuối. Taki sẽ hướng trọn hết mọi thứ để giúp trong đội của mình tỏa sáng được. Đã có một cú dịch chuyển, Ares đang tới, W trúng được một thành viên, sử dụng cơ mưa Kera tấn công Taki. Quay ra thi định kiếm Rakta để kẹt lại, có gì chịu tội tội. Rakta đang là người tấn công, Rakta đã không kịp trả đũa, đã kích được nhưng rất đáng tiếc đã không đủ và bắt đầu mưa tên lửa đã được rải ra và người đang gặp vấn đề là toàn bộ đội hình của Tiên họ đang phải bỏ chạy. Chiêu cuối rất đẹp đến từ Yusa trước đó để khiến cho máu của đối phương bị chảy đi. Và vừa rồi một tình huống thi xem lửa bên nào đau hơn. Yoshino cũng đã thể hiện được là lửa của anh ta cũng đau. Mỗi tội là đến giao tranh thì đã quá muộn rồi, khi mà Team Secret đã ăn 1 đổi 1. Và 1 đổi 1 như này thì Team Secret sẽ là người lãi hơn, bởi vì người nằm xuống ở bên kia là rừng thì bạn sẽ không thể nào tranh cướp được các mục tiêu ở thời điểm hiện tại. Đó, ví dụ như là con mùa xanh chẳng hạn, bên phía Team Secret còn rừng, họ có thể ăn được con mùa xanh này, nó lấy đi lượng tài nguyên. Ares cũng đang rất là khỏe khoắn và anh ta sẽ có được cho mình là cái trụ một ở khu vực đường dưới. Chúng ta cùng xem lại pha giao tranh này, một pha giao tranh mà Team Flash mở rất với, khi mà họ chỉ trúng vào một con Leona đang bật nhật thực, lượng sát thương của họ dồn vào là không đủ và họ phải né ra cái khu vực này bởi vì họ sợ cái bão lửa đến từ con Brand. Và mặc dù Rakta đã reset được cái cứu cánh nhưng sau đó thì anh ta ăn nguyên một combo đến từ Yusa và cũng nằm xuống luôn. Một pha thi đấu mà chúng ta có thể nhìn thấy được Yoshino nếu đến sớm hơn thì có lẽ là đã là giao tranh thắng lợi dành cho bên phía của Team Flash. Nhưng khi mà anh ta đến quá muộn như vậy thì đã không còn gì nhiều để Team Flash có thể làm. Quyền lực thiên nhiên của Rakta chưa hồi, Yoshino cũng chưa hồi được mưa tên lửa, nên ở thời điểm hiện tại Team Flash có lẽ sẽ chỉ muốn cover để cho Blackpool có thể đẩy ở đường trên mà thôi. Nhưng Hero, anh ta đã có cho mình một khiên mãnh sư rồi, hoàn toàn có thể lên đây để có thể phòng thủ lính. Không biết là cái khiên này của anh ta có định lên thẳng Team Băng không hay sẽ chuyển hướng lên thêm những món trang bị kháng phép nữa. Tôi cảm giác tầm này cũng nên cân nhắc kỹ với cái Team Băng chứ không phải là không. Tại vì bên kia có Ash mà. Bên kia có Ash chậm tốc độ đánh được. Nó cũng là cái đáng là có thể quan ngại đến từ con bài Galio. Còn trong khi đó bây giờ tôi cảm giác cái cuộc chiến nó cũng không xoay quanh xạ thủ đâu. Tôi cảm giác sát thương phép bây giờ cũng là một cái gì đó đáng để quan tâm tới. Rõ ràng ở trong những tình huống tình đến giờ Yusa với Yoshino là hai người giải quyết đám đông khá tốt. Một người sử dụng cái bão lửa, người còn lại sử dụng mưa tên lửa. Cuộc chiến về lửa đang cực kỳ sôi nổi đến từ bên phía của Team Flash cũng như phía của Team Secret. Chưa biết bên nào sẽ là bên có được cái chiến thắng, nhưng rõ ràng cái vai trò của Yoshino và Yusa trong ván thi đấu này là được đánh giá rất cao.
chính xác như vậy. Nhưng mà các bạn cũng đừng coi thường cái con Kai'Sa của Ares kia, cái tốc độ chạy đồ người ta đang là rất cao. Người ta đã hoàn thành xong mình là cuồng đao Quinsu rồi, bây giờ sẽ tiến tới cái nạch Nashor và sau đó sẽ là một cái đồng hồ cát để có thể vừa có khả năng cấu rỉa, vừa có khả năng tự bảo vệ bản thân và sốc sát thương với nội tại cũng rất là to nữa. Lượng sát thương nội tại của con Kai'Sa thì kích hoạt dựa trên lượng sát thương phép thuật và nó sẽ là một lượng máu cực kỳ lớn của thành viên bên phía TeamFast bị mất đi nếu mà để cho Ares kích được một hai lần nội tại điện dịch đâu của con Kai'Sa này. Uzi là người duy nhất ăn cái cục lửa trong pha đó cho nên là anh ta bị đĩa hơi đau và Yoshino vừa rồi cũng sử dụng cái kỹ năng E của con Rumble. Thế là hai cái cổ máy cổ rỉa nó đang hoạt động gần như hết công suất, Hero đã phải lùi ra tí xíu. Amelia đang sử dụng combo. Người đang hướng chọn là Galio, tóc biến là Taki sử dụng tên kiếm tay nhưng mà sàn đây là Galio sẵn sàng đáp xuống mơ tên lửa được rải ra chứ không phải hỗ trợ thêm cả. Và người đang gặp vấn đề đó là anh ta đã phải nằm chu xa đang tiếp tục tỏa sang phía bên này. Hero tiếp tục kill gợi. Các bạn là kill khích và Hozi là người đang tấn công. Amelia đang tới. Xin lỗi. Yoshino đang phải lùi tí xíu và con rồng đang là nơi tiếp cận đến từ hai bên. Ares đang đi qua đi lại. Ares đang đứng hơi sâu và Ares đang muốn cân nhưng liệu có nói không, câu trả lời hiện tại vẫn chưa được. Yusa đang đứng đợi liệu cục lửa của Yusa có lên tiếng hay không. Đây câu trả lời là không và Yusa sẽ lùi mà thôi. Đây là một pha 1-1, tuy nhiên nó sẽ là shutdown cho các thành viên bên phía Team Flash khi mà điểm mạng khủng của Ares có giá trị nhiều hơn rất nhiều. Đây là một pha mà không những anh Trung vấp mà các thành viên của Team Secret cũng vấp khá nặng, bởi vì họ đã bị một cái tình huống là bay vào quá sâu từ bên phía của Ares và khiến cho Amine và Yusa không theo kịp của pha thi đấu này. Taki và Hiro nằm xuống rất nhanh, Ares thì thoát về được nhưng lại không gây được sát thương pha thi đấu này và đứng trên tầm nhìn của đối phương. Đấy, và đứng trên tầm nhìn luôn, tức là ý tưởng Ares là có, chỉ có điều là cái cơ sở nó chưa đủ để cung cấp cho anh ta biết được là anh ta thiếu một cái gì đó, đó là thiếu lượng tầm nhìn của đối phương. Khi đối phương nhìn thấy được rồi thì cái cửa tử của con mày Kai'Sa nó cũng đã quá cao. Cho nên chính vì đó đã khiến cho Kai'Sa trong tình huống rồi qua đã sẽ phải nằm xuống. Và hồi nãy mày gục trong tay Uzi nhờ. Chính xác. Yeah, hồi nãy Ares là 3-0, tôi nhớ là 3-0 đấy. Và anh ta đã nằm xuống lần này thì mày gục nó lại nằm trong tay Uzi, nó sẽ là một vấn đề lớn. Chúng ta xem đồ của Uzi. Sau cái mạng đó xong, tam hợp Uzi hơn hẳn so với lại Amine luôn. Chính xác như vậy. Tuy nhiên Amine cũng đã xong nước mắt rồi và đã về nhà mua đồ. Bây giờ thực ra là chênh lệch giữa hai xạ thủ là không nhiều, các bạn có thể để ý thấy cái treo thưởng trên đầu nhá. Amine ta nằm xuống khá là sớm nên khi mà treo thưởng như này thì treo thưởng hai bên là khá tương tự nhau. Nói lên là cái chênh lệch về tiền giữa hai xạ thủ của hai bên ấy là không quá nhiều. Ares pha thi đấu vừa rồi thì anh ta băng vào quá sâu và tôi nghĩ là đấy là một pha thi đấu không cần thiết. Ở thời điểm hiện tại thì Yusa cũng đang có được cho mình là món trang bị thứ hai rồi, quyền trượng pha lê Relay. Đây sẽ là một ngưỡng sức mạnh cực kỳ quan trọng của Brain. Bởi vì những cái tình huống đốt máu anh ta bây giờ sẽ kèm theo hiệu ứng làm chậm để cho đồng đội có thể băng vào hoặc là cấu rỉa đau hơn. Bây giờ thậm chí là Anbaron, nội tại của Kai'Sa với cả con Brain, Anbaron rất nhanh. Tuy nhiên ngay khi mà thấy Team Fast có dấu hiệu đi vào thì bên phía Team Secret rút lui về ngay. Nhưng cái này họ có lý của họ. Uzi đang khỏe quá trời, Uzi đang hai món rưỡi rồi, tôi cảm giác là tầm đó để giúp cho xạ thủ bên phía của Team Flash sẽ có thể gây một cái lượng sát thương rất lớn. Và chưa kể đến là Uzi còn có thêm quả R nữa. Nếu như vô tình, ví dụ như trúng vào người Taki không cần mày tới, nếu như vô tình trúng vào ngũ Yusa, Yusa mà fit một phát thôi là coi như mọi thứ sẽ tương đối tệ dành cho bên phía của Team Secret. Cho nên nó không muốn chuyện đó diễn ra và họ quyết định là đánh an toàn. Và để coi Team Flash họ bắt đầu lấy lại được lượng tầm nhìn ở bên trong khu vực hang Baron để tránh trường hợp là có một tình huống ăn lén như vừa rồi nữa. Liên tục là những cú cấu rỉa tới Amine nhưng vẫn chưa có địa chỉ. Còn trong khi đó Taki cũng đang cố gắng để đứng che cho người đồng đội của mình. Liên tục là những tình huống ra vào đến từ hai bên nhưng câu chuyện về cái trụ một nó vẫn đang chưa có lời để có thể nan giải. Chính xác, tuy nhiên trụ một của các thành viên bên phía Team Fast thì ít máu hơn nên Team Secret sẽ là đội có tiền đề để có thể đẩy được cái trụ một này. Uzi đang bắn rất tự tin với những cái món trang bị của mình, như anh ta bản thân cũng là một con Ash nha. Thái Dương là sang thiên đỉnh kiếm lấy tóc biến nhẹ nhàng và nó giúp cho bên phía của Team Secret đang thật sự đánh với một tư thế cực kỳ thoải mái, rất tha bây giờ định mở luôn à. Taki đứng hướng mọi combo của người Taki có quyền lực nữa, bắt tay vào đầu không thành công. Taki quay trở lại và đây là chiêu cuối siêu hùng giáng thể đáp xuống và thêm nữa bản năng sát thủ. Mọi thứ đang bơi, Uzi đã dứt điểm được leo nào phía bên này. Uzi đang bị tấn công, Uzi đã bị dứt điểm, Sora đang phải bỏ chạy, Yusa có thể xoay xin chăng. Yusa đã sử dụng tất cả những có thể trước khi mà ta nhắm mắt xuôi tay. Ares bị tấn công bởi Rattata, nhưng Rattata quá đơn độc và Ares quay ra là bắn một phát cuối cùng cũng đã có mạng cùng. Hiro đấm về, Yoshino đang tới, Sora tới chờ đợi cú bắt tay. Cú khiêu khích của Hiro đang chờ đợi sẵn nhưng không có địa chỉ và vẫn đang là những tình huống mạng đổi mạng.
Pha giao tranh rất căng đến tất cả hai bên, nhưng rõ ràng bên phía Team Secret là lời hơn. Bởi thực ra là nó cũng ngang nhau, bởi vì hai điểm chấm dứt thì đều đã bị chấm dứt rồi, khi mà Uzi cũng đã nằm xuống và Yusa cũng đã nằm. Tuy nhiên bên phía Team Secret lại có được hai xạ thủ được tăng tiến sức mạnh hưởng lợi trong pha giao tranh vừa rồi. Còn bên phía Team Fast thì lại không có, khi mà Uzi ta nằm xuống từ quá sớm. Chúng ta có thể nhìn xem lại pha giao tranh này, một pha giao tranh tiếp tục muốn mở, bởi vì họ biết rằng Taki chưa hồi lại tốc biến. Tuy nhiên khi mà bạn mở như này, bạn sẽ rơi vào tình huống là bạn rất dễ bị tấn công bởi cái bão lửa. Và Hero đến rất đẹp với một tình huống combo để có thể khiêu khích được nhiều người, mặc dù anh ta không cứu được Yusa và để Playkun có được điểm xuất đao rồi, nhưng để rồi sau đó anh ta vẫn che chắn đủ để cho Ares có thể hạ gục được. Và tình huống đánh hạt này tương đối là quan trọng, người ta hồi lại được lượng máu đủ để có thể giao tranh tiếp. Rồi phải công nhận một điều là cái R của Yusa và cái R của Yoshino đó vẫn là một cái gì đó nó khá là áp lực nhờ. Chắc chắn rồi. Một cuộc chiến hỏa chí, một cuộc chiến đã tìm ra truyền nhân cuối cùng của Uchiha. Uchiha Yusa hoặc là Uchiha Yoshino, và vẫn chưa biết được ai sẽ là người truyền nhân cuối cùng khi mà hai bên đều đang sử dụng lửa rất tốt. Chỉ có điều là Yusa với một tình huống nằm xuống vừa rồi thì nó khiến cho cái cây đây của anh ta nó bớt đẹp hơn một tí xíu. Nhưng suy cho cùng, những gì anh ta cần làm là một quả R đẹp là xong. Mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Từ nãy giờ bên phía Thiết họ đang cố làm một quả combo là hết tung càng nhiều người. Hất tung càng nhiều càng tốt cho Yusa có thể rời cho nó tưng lẹ. Chỉ có điều là từ bây giờ nó vẫn chưa thực hiện một cách hoàn hảo, bởi vì cái mưa tên lửa nó quá đẹp của Yoshino. Và bây giờ thì Yusa cũng đã mất cho mình đồng hồ rồi. Đây sẽ là một cái mà các thành viên bên phía Team Secret cần phải thật cẩn thận. Dồn sát thương vào Baron là rất nhiều, và có một con mắt kiểm soát ở đây nên cái thấu kính kia không phát hiện được, chỉ hai người ăn Baron mà thôi. Lượng sát thương dồn vào là quá nhiều. Baron dành bên phía Team Secret không hề có khả năng ngăn cản đến bên phía Team Flash. Dây chuyền chuộc tội khi nó xuất hiện thì nó đã để chỉ mục đích là cố gắng chuộc tội mà thôi. Và cuối cùng nó cũng có kết quả sáng dành cho bên phía của Team Flash. Bây giờ Team Flash mà mất luôn cả con rồng thì họ đang có một pha out macro hoàn toàn. Sau lại các thành viên của Team Secret hãy nhìn cái thanh máu của Hero. Cái thanh máu Hero nó bắt đầu nó hơi dày rồi. Nhưng Ares đang bị tách ra. Raptor không có tốc biến cho nên không tốc biến bám được. Anh ta cần phải lùi, quyết định đánh ra phía mạng phải. Hero tới đấm để lấy dư chấn. Và anh ta đang khá trâu, anh ta đang đứng che trong đội của mình. Uzi đang lửa cốt bắn nhưng có nhiều thơ cơ hội lắm. Bắt đầu làm anh ta công xuống, chẳng thể đáp xuống nữa. Hất tung được Sora lên, Sora cố gắng sử dụng phát tay không thành công. Raptor bị tấn công, đó là mưa tên lửa nên nó không hề đẹp tí xíu nào. Tiếp theo là chiêu cuối đến từ Sora và đang cố gắng bắt bớ nhưng mà được Hero đã thành công một chiêu đó. Tiếp theo là Mina, anh ta nhảy đập mặt vào tường và anh ta phải nằm xuống. Tiếp theo là Red, anh ta nhảy lên ta bắn. Một mình Uzi, một mình Playkun, liệu là hạ gục được Red không? Râu đó là không được hay chăng? Không được. Uzi là người hạ gục được nhưng phía bên này Yusa đang sẵn sàng lên tiếng. Tiếp theo nữa là ai đây? Uzi lùi về được thành công và Yusa tương tự như vậy vẫn đang làm mạng đỡ mạng và chỉ những một người còn sống đến từ hai bên. Chính xác như vậy, 4 đổi 4 nhưng mà bên phía của Team Secret lại một lần nữa dừng còn là bạn có được mục tiêu, bởi vì lượng sát thương của Yusa là quá đơn giản để hạ gục con rồng này. Uzi chỉ có thể lấy được cái trụ 1 dành cho thành viên bên phía của Team Flash mà thôi, nhưng đó là trụ 1 đổi 1 trụ 1 cũng không có vấn đề gì với bên phía Team Secret cả. Họ có hai con rồng nước nên giao tranh nhiều nhịp họ sẽ mạnh hơn. So với bên phía của Team Flash, hai con rồng của Team Flash là hai con rồng cần phải có nhiều rồng thì bạn mới có được nhiều lợi thế. Đây là một pha mà lần lượt hai đỡ đòn của Team Secret là Hero và Taki đã có những bước di chuyển rất tốt. Nhưng để rồi sau đấy thì Sora vẫn lên tiếng với những cái tình huống hợp chất điên loạn và cứu cánh rất kịp thời. Tình huống hợp chất điên loạn giữ Hero lại và để rồi sau đó giúp cho Uzi có thể bắn thêm được một nhịp nữa với một tình huống cứu cánh. Anh ta nằm xuống và sau đó là anh ta được hồi dậy với một cái cứu cánh này. Nếu không ý, thì đã là quét sạch dành bên phía Team Secret rồi. Đồng ý, trước khi Sora anh ta gặp vấn đề thì ngay lập tức anh ta có một thủ cứu cánh rất đẹp. Và điều đó đã giúp cho Uzi cú được bên phía Team Flash một bàn thua trong thấy. Đứng ở do đó một thủ quét sạch dành cho bên phía của Team Secret. Nhưng rất tiếc Uzi đã giữ vị trí quá hay. Và với việc từ nãy giờ vẫn đang giữ vị trí tốt để giúp cho bên phía của Team Flash đang không hề có dấu hiệu bị thọt. Tiền có thể thua nhưng đồ thì không thua. Đặc biệt là hai xạ thủ đều đang khá cân bằng. Chỉ có điều Ares từ nãy giờ giữ vị trí bắn kinh quá. Nó giúp cho lượng KDA đang cung cấp cho anh ta một món trang bị hơn hẳn so với Lê Cung phía bên kia dưới tuyến. Điều này sẽ áp lực rất lớn. Và nên nhớ đây là cái ngưỡng sát thương rất mạnh đến từ Ares mà bên phía Team Flash sẽ cần phải coi chừng rất nhiều. Và Almine thì cũng đã có được 3 đồ rồi. Đây vẫn là một con SU bắn ra đam nha. Một lượng sát thương vẫn rất lớn mà có thể nó đem lại. Trong khi đó, Ash bây giờ đã đến cái giai đoạn mà Uzi cần nhiều thời gian hơn để bắn. Thì cái lượng sát thương của ta sẽ bị hạn chế và rất dễ bị hạ gục nữa. Hình như mới khen đúng không? Tôi chưa khen mà tôi mới nói là anh ta bắt đầu yếu đi thì anh ta yếu thật. À, anh ta chứng minh điều đó. Anh ta chứng minh luôn. Và với việc anh ta nằm xuống trong tình huống vừa rồi thì ngay lập tức bên phía của Team Secret họ bắt đầu tràn lên tấn công để tìm kiếm cơ hội. Almine
Almene trong giai đoạn tại vẫn đang giữ được một cái sự bình tĩnh nhất định trong những huống cấu rẻ và của người ta đã e đi rồi để nhằm mục đích là tạo ra một vài sự an toàn. Cùng trong đó team Last cú dịch chuyển vừa rồi của Playcool nó chỉ mang mục đích là phòng thủ chứ nó chưa có nhiều cái lợi ích lắm ở trong giai đoạn này của ván đấu. Chính xác là như vậy. Bây giờ team Secret thì lúc nãy họ đã không tận dụng được bộ lợi Baron khi mà con Baron của họ chỉ có 600 tiền mà thôi. Nó không phải là một con Baron quá áp lực, nhưng mà họ đã đổi con Baron đấy lấy thêm được con rồng thứ hai nữa thì cũng sẽ là một cái tiền đề khá lớn. Hai con rồng nước tích lại với nhau nó sẽ giúp cho khả năng hồi phục sau những cái giao tranh nhiều nhịp nó lợi thế hơn dành cho team Secret. Cả Playcool cả Ares đều đang có một lượng vàng rất ấn tượng. Hai người này gần như không chênh lệch chỉ có 200 đồng mà thôi. Almine và OG cũng vậy, nói chung là cả hai xạ thủ của đôi bên ấy đều làm rất là tốt trong cái việc là gia tăng lượng đồ của mình. Nhưng vấn đề ở đây là rừng một bên thì quá yếu và thiên hướng là giao tranh, một bên là cực kỳ mạnh với ba đồ rưỡi. Yusa bây giờ có giảm hồi máu đến từ cái ngọc quyền lãng kia rồi, đây sẽ là một ngưỡng sức mạnh nữa của team Secret. Team Flash chỉ có 3 nguồn sát thương mà Yoshino đang bắt đầu yếu đi rồi thì team Secret lại là mạnh hơn với một con chất tướng Ren như vậy. Anh ta mới hai món, anh ta mới chạm ngưỡng 2.5 thôi, nó vẫn không đủ dành cho một con bài sẽ mang lại nguồn sát thương lớn dành cho bên phía của team Flash, đặc biệt là lượng sát thương phép anh ta hiện tại đây là lượng sát thương phép duy nhất rồi đó. Tại vì Rakta cũng chẳng có món nào gây sát thương phép cả, cho nên rất khó để cho bên phía của team Flash có thể làm được gì trước một đội hình đang tương đối dày đặc về khả năng gây sát thương của bản thân mình. Và điều này sẽ càng có một vài cản trở, ví dụ như Taki vẫn sẵn sàng đứng hứng mà chả sợ gì cả. Nếu như có thêm sát thương phép mạnh của Yoshino thì Taki sẽ sợ một vài tình huống, nhưng rõ ràng minh chứng của câu chuyện Yoshino bị thọt là Taki sẵn sàng đứng hứng tất cả mọi combo mà anh ta chả sợ, lo sợ là các sát thương thứ ba bên phía Yoshino sẽ có thể tác động được vào. Team Flash thì chưa có tốc biến đến từ OG nên họ không thể nào mà giao tranh được ở thời điểm hiện tại. Yoshino thì bây giờ cũng chưa hồi lại, anh ta còn phải vài giây nữa mới hồi lại được. Trong khi đó bên phía bên kia thì Yusa không có tốc biến, Hero thì sắp hồi, nhưng Yusa thì lại có đồng hồ nên bên phía team Secret chắc chắn là tự tin hơn trong cái pha giao tranh như này rồi. Nếu mà Yusa rơi vào thế khó thì anh ta có thể trải chiêu cuối ra sau đó đồng hồ. Nhưng mà tình huống mà thả Thái Dương hạ san nó không chính xác đến từ Taki. Bây giờ Hero sẽ là người hứng quyền lực thiên nhiên bay phi thân ủy dị vào bị khiêu khích vẫn đánh ra. RR đang tưng dây chuyền y hợp chứ. Sora bị vội quá, hợp chất anh ta dùng hợp chất để tưới cây trong tình huống rồi khi nó chỉ đi ngang qua đống cỏ chứ nó không trúng vào ai cả. Một pha xử lý hơi vội đến từ bên phía của team Flash ở trong pha đó và họ đã mất một cái chi phối khá quan trọng trước cái thềm con rồng cũng như là trước cái thềm Baron, đặc biệt là cái thềm Baron không hợp chất điên loạn, không có cả đại băng tiễn. Phía bên này thì sao đây, bên này còn bản năng sát thủ với xung nhãn thế cho nên là vẫn chơi được. Chưa kể đến là nếu như mà bạn đáp được nhiều người nữa thì cơ hội đánh vẫn cao. Để coi bên phía của team Flash họ sẽ làm gì. Họ bắt đầu tràn vào khu vực Baron, bây giờ họ biết họ vẫn có thể upshot được. Họ có thể chấp chiêu cuối và họ upshot được, đợi đối phương Baron họ vẫn có thể đánh. Cho nên là họ không vội, họ vẫn đang đứng ngó, vẫn đang đứng để tìm những lượng tầm nhìn. Và Almine vẫn đang là người lùi ra tí xíu, Rakta đang bị cấu rỉa liên tục và anh ta đang gặp phải cái khả năng chống chịu của bản thân mình, bắt buộc phải có Yoshino chạy đầy hứng. Yoshino tới sử dụng lao điện, bắt tay thành công để ngược về Hero nắm đấm để chạy đại băng tiễn, tốc biến thẳng đến từ Yoshino. Ui. Các bạn là Hero bên trong cái đại băng tiễn Uzi tốc biến đã thoát khỏi tình huống phát bắn thần biến ra Mine. Almine bắt đầu combo nhưng chưa đủ để có thể hạ gục được Sora. Rakta đang tới tiếp cận sẵn sàng rồi, quyền lực thiên nhiên Rakta đã hồi lại, anh ta đang cố gắng dẫn dụ một cú lướt ra Mine khiến cho anh ta bị giảm thời gian hồi chiêu và anh ta vẫn chưa thể nào hồi lại được kỹ năng E của mình. Baron đã bắt đầu khởi động, rắc tay năng lượng góc đang tấn công, quyền lực thiên nhiên đã được sử dụng. Almine có thể bị kẹt lại, anh ta đã bị kẹt lại. Lại của mình đang lượng góc đang bắn, Taki đã bị tách ra. Hero đang bị con Baron đó khạc. Almine làm được gì hết chăng thì Almine vẫn đang nhắm những con mồi yêu thích của mình. Yusa đã hồi lại chiêu cuối, giờ là tới thời điểm của Yusa. Hero bị trời đòn nó đốt, nó khá đầu và bắt đầu sát thương bên trong khu vực Baron. Rakta đang nhắm tới khu vực để có thể tấn công, nhưng ta không có được thì nhiên anh ta đang hơi vội và ta đang cần phải lùi. Yoshino cũng đang lựa có sử dụng cái mưa tên lửa. Con Baron vẫn này được găng thái dương hạ sai đã được combo ngược lại xuống nhắn thế sẵn sàng đáo xuống. Rakta đang cởi bỏ chạy bản năng Sunwares dứt điểm được Rakta. Rakta đã phải nằm xuống. Ai sẽ là người được chọn tiếp theo nữa đây? Tôi thấy Yoshino quay trở lại với cái lao điện của mình, ta đang cố gắng đánh. Anh ta mất đồng hồ. Yusa tóc biến lên xuống kỹ năng rồi tấn công người của Uzi. Uzi đang cố gắng lên và anh ta cố gắng thành công câu chuyện đó. Nhưng đây là sát thương lai của Red Cool. Soda đang bị đốt và phía bên này Uzi vẫn đang bắn anh ta tỏa sáng được và là đại băng tiễn. Nó bị chặt tí xíu, nó bị chặt đủ một tí xíu mà thôi. Nếu như không thì Uzi đã kéo lại được cả một ván thi đấu này dành cho team Flash. Đó vẫn là một pha mà tôi nghĩ là Playcool cũng là một nguồn sát thương cực lớn đến bên phía team Flash khi anh ta free shot từ đầu. Yoshino sẵn sàng đưa bản thân mình ra để gây sát thương ở tuyến trước, nhưng ở pha thi đấu vừa rồi là một pha thi đấu mà Ares đảo cánh và nguồn sát thương lớn nhất của bên phía team Secret không có mặt để giao tranh. Các bạn có thể nhìn thấy pha thi đấu này là một pha mà Yusa tốc biến lên không làm choáng được vào người của Uzi thì phải, một pha mà rất quyết tâm để dồn lấy con Baron và sau đó thì rút lui về. Tuy nhiên Ares dứt điểm được Rakta
Nhưng ở cái nhịp giao tranh thứ hai này mới là nhịp giao tranh mà tôi nghĩ là các thành viên bên phía Team Secret sai lầm. Khi mà Ares đang đi ăn hạt hồi phục, anh ta muốn biến về để đi ra. Thì đây là một pha mà Playcool anh ta tỏa rất sáng với cái Trùy Gai Man Morpheus. Khi mà nó tạo được lớp khiên thì anh ta sẽ có được khả năng hút máu nữa. Anh ta hút máu ngược trở lại. Và một lượng máu quá lớn được hồi đến từ Playcool giúp anh ta có được double kill pha thi đấu vừa rồi. Uzi mà bình tĩnh hơn tí nữa là tôi cảm giác quét sạch cho Team Blast rồi. Là không còn một cái mùa round nào dành cho bên phía của Team Secret luôn. Một ván đấu đang rất hay của Team Blast. Và họ vẫn đang nỗ lực không hề ngừng nghỉ để có được một ván thi đấu cực kỳ tuyệt vời. Và hiện tại thì mấy giờ rồi nhỉ? Hiện tại đã là 11 giờ nhưng đó. Ui 11 giờ rồi à. 11 giờ rồi. Và ván thi đấu này vẫn đang căng như dây đàn. Và quan trọng hết bây giờ để xem nào. Maokai tầm độ có khoảng 2 món nữa mới xong. Thì chúng ta sẽ có thêm tầm cỡ khoảng từ 10 đến 15 phút nữa. Biết đâu đó là anh ta cũng đủ khả năng chống chịu rồi đấy. Bởi vì anh ta có tăng tốc pha, anh ta chỉ cần kích được tăng tốc pha là anh ta chạy về rất là nhanh. Thì chỉ cần combo một nhịp và sau đó chạy về đợi hồi máu lại với cái giáp máu vua mốc này thì bạn vẫn có thể chơi được tiếp theo. Mà Yoshino bị kẹt đồ hay là anh ta không có cái slot để anh ta lên đồ ta? Tôi nghĩ là anh ta chưa đủ để mua thẳng đồng hồ luôn. Nên bây giờ anh ta vẫn đang phải đi cùng với những người đồng đội. Và từ nãy giờ anh ta nhường farm là khá nhiều dành cho Playcool. Các bạn có thể nhìn thấy Playcool farm 402 lính. Một khả năng farm cực kỳ ấn tượng đến từ đường giữa ở bên phía Team Flash. Và anh ta đang một phần nào đó gánh các thành viên của Team Flash trong ván đấu này. Đại bắn tiễn ta kỳ hướng. Trụ đang được An Thái và Asan giữ chân. Uzi, Uzi mất thanh tẩy cùng ánh sáng lướt qua bốn thành viên của đối phương. Rakta đang đứng lợi góc để có thể sử dụng những cái gì có thể. Uzi ăn một pha TP kích bay gần nửa cây máu. Và Hero vẫn đang đứng che đồng đội của mình. Bên phía Team Secret họ hoàn thành nhiệm vụ, họ hoàn thành sứ mệnh lấy được cái công trình của mình, lấy được một cửa khá sớm. Xin lỗi bạn là khá trễ trong từ nãy tới giờ khi họ đã nỗ lực từ nãy. Và để coi là Team Flash sẽ đáp trả như thế nào đây. Họ vẫn đang cố gắng để có thể phòng ngự. Những nỗ lực của Team Flash đang là rất tuyệt vời, nhưng nó vẫn chưa thể nào có thể rút ngắn được. Nên nhớ hiện tại lượng tiền vẫn đang phản ánh chứ không phải là không. Tức là khoảng cách trang bị đó Team Secret nó vẫn có. Và Uzi cùng với lại Playcool đang là hai người cố gắng kéo lại cái ván thi đấu này. Và nếu như có một pha cho tranh thắng nữa thì tôi cảm giác lúc đó Team Flash mới có thể tự tin rằng là lượng tiền của họ ngang. Chính xác như vậy, bây giờ họ đang thua tiền rất nhiều ở khu vực rừng và một phần ở đường trên nữa. Nhưng mà con Galio không phải là một chất tướng mà bạn có nhiều đồ thì bạn có được nhiều tác dụng hơn đâu. Bởi vì cái quan trọng của Galio vẫn là chiêu cuối chuẩn hất tung vào nhiều người và khiêu khích với cái đôi cánh Duran đấy. Chứ còn những cái lượng sát thương mà anh ta có thể đóng góp vào trong giao tranh nó sẽ tương đối hạn chế ở thời điểm hiện tại. Bây giờ thì Hero đóng vai trò là người đỡ những sát thương phép thôi. Đại băng tiễn thanh tẩy rất nhanh đến Amine. Hay, Uzi từ nãy giờ mấy quả R mở rất hay nha. Chỉ có điều là cơ hội tấn công nó vẫn đang bị giảm thiểu đi khá nhiều. Amine đang không có thanh tẩy, phía bên này Uzi cũng đang không có thanh tẩy. Chỉ có điều là hiện tại hai bên đều đang có mục tiêu để có thể trao đổi. Chắc có lẽ như một là họ đợi, hai họ đánh úp xong một quả luôn để coi coi là phân định được thắng thôi hay không. Nhưng tôi cảm giác đợi nó mình sẽ tốt hơn, tại vì hai bên đều đang có những điều kiện bất lợi. Ví dụ như Amine mới hết thanh tẩy xong, Uzi thì tí xíu nữa mới có tóc biến. Cho nên chắc chắn là sẽ dừng lại mức độ farm và chờ đợi cơ hội để có được những món trang bị tốt hơn. Cả hai người đi đường giữa đều có cho mình giáp hồi sinh nên hoàn toàn có thể tạo được đột biến đến từ cả Playcool và Ares. Khi mà bây giờ những tình huống bay vào của Ares sẽ thêm được một cái lớp bảo vệ nữa. Đấy là cái giáp thiên thần này. Trong khi đó thì Amine cũng đã phải lên cho mình là cái khăn giải thuật rồi. Đồ phòng thủ đã có đến từ hai xạ thủ bên phía Team Secret. Còn Uzi cũng đã có cho mình một giáp tay Seeker. Nên bây giờ chúng ta phải xem là những cái giáp tay Seeker và đồng hồ bấm như thế nào. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái pha giao tranh này. Đặc biệt là Sora cũng đã có hai món rất quan trọng. Đấy là dây chuyền chống tội cộng với cả chuông bảo hộ Miken. Đây sẽ là một món trang bị để giúp cho họ có thể thay đổi được cục diện của pha giao tranh. Còn trong khi đó bởi vì Taki đã nắm giữ một vị tướng support theo thiên hướng tăng cơ, cho nên là anh ta chưa thể nào đóng cái hòm bảo hộ được. Xin lỗi là cái chuông được, nó quá khó đi. Và điều đó nó khiến cho Taki từ nãy giờ vẫn đang hơi bất lợi tí xíu. Khi mà trong trường hợp Ane bị ăn một quả đại băng tiễn là không có gì có thể hóa giải cho anh ta được hết. Và đó cũng là do tại sao mà từ nãy giờ Taki bắt buộc phải hứng. Nhưng chúng ta thấy rõ ràng cái sự yếu đến từ Taki nó sẽ bắt đầu hiện dần nếu như bên phía bên kia có đồ xuyên giáp quá kinh. Thái gia sàng giữ chân được Rakta, Rakta siêu quyền lực thiên nhiên đáp trả ngược lại. Amine né được ra khỏi cái quyền lực thiên nhiên đó cũng ánh sáng lướt được một người. Rakta cộng kèm hướng W và Playcool lướt là lấy được tâm biến của Amine. Amine không hứng và Taki là người đang hứng W cột lửa và đội của Yasa đang không có được địa chỉ. Amine lựa góc để bắn nhưng bắn đến giờ máu, chưa trúng. Dây chuyền chuột tội để hồi phục lại và sẵn sàng tấn công tiếp. Rakta đang bắt đầu hồi phục lại và anh ta full đầy cây máu. Taki đang lựa góc để có thể hồi phục lại và anh ta đã có góc để có thể hồi phục. Anh ta nói những người đồng đội của mình: các bạn ơi, hãy đứng và đợi, tôi đang hồi phục lại dựa trên cái giáp máu của bản thân mình. Amine đang liên tục rỉa và Playcool đang liên tục bắn vào người của Amine. Amine đang cần phải lùi. Quy đã trụ. Amine đang bị tấn công. Playcool đang tới. Rakta tốc biến tấn công người Amine. Phía bên này Ares dứt điểm được con rồng. Yusa đã xài đờ. Rang từng liên tục.
siêu cuối được hỗ trợ để có thể nhảy vào giúp đỡ đồng đội của mình. Amadeus đang phải lùi hợp chiến lại không có địa chỉ để tìm Blast. Và Blackwood mất tương đối nhiều mẫu. Bên phía của Tinsgate đang suy nghĩ khá kỹ khi khung ánh sáng nó lướt qua người Blackwood cho được Sora. Và UZ đang cần phải lùi, Taki đang tới. Nhưng Taki không còn thấy giờ sang. Và bên phía của Team Blast họ đang hơi bí. Họ muốn chuyển sang khu vực Baron để ép đối thủ anh trong tư thế khó. Được hay không? Rakta bị cancel tình huống hồi phục giữa đơn giáp máu. Và kỹ năng quy về đồ của Hero là cực kỳ tốt. Rakta đã liên tục có những cú đấm. Taki đã tới thái giờ sang lấy được đồng hồ. Yoshino là mục tiêu có thể được chọn. Anh ta đã bị kẹt lại, anh ta tắt biến đồng hồ và bây giờ thì Rakta đã bị đặt lạc lối. Đó là chiêu cuối của Blackwood đã đẩy một lượng máu rất lớn, thêm cả chiêu cuối tiếp theo đến từ Ash nữa. Blackwood đã bị lướt ra một pha nắm đấm để bỏ chạy sau khi bị dính bắt tay. Rakta tới được quyền lực thiên nhiên, Ares đã cần phải lùi. Taki đang là người hứng tới quyền lực thiên nhiên đó. Hero sẵn sàng quay đầu tấn công. Yusa cũng đang nhắm người để chọn để đánh tiếp được hay không đây. Hai bên quyết định là lùi mà chưa có gì để khoan đã. Hai bên vẫn chưa muốn lùi. Yusa đang lựa góc để tấn công tiếp và đó là Baron được ăn đến từ phía của Team Skate. Họ đang bắt đầu tràn vào để tấn công. Rakta đang lựa góc, Rakta đang bắt đầu hồi phục lại dựa trên cái giáp máu. Anh ta đang đứng đợi, anh ta có quyền lực thiên nhiên. Uzi không có chiêu cuối, hơi khó để đánh. Ngược lại phía này đã có cung ánh sáng và đặc biệt hết bão lửa trong người của Yusa đã có rồi. Rakta đang cần phải lùi lên xíu, Rakta đang cần phải bỏ chạy, Rakta đang mất tương đối nhiều máu. Rakta đấm nhưng Amine đã nhảy đi được và Rakta vẫn đang mất máu tương đối nhiều. Anh ta đang cần sự hồi phục đến từ cái giáp máu. Amine cũng đang cạn năng lượng và Amine đang tương đối lão và anh ta đã bị bắt lại một pha đê máu. Rakta là người có đạn bạc không? Taki bị chính đạn bắn tiện. Anh ta sử dụng tên kiếm nhanh, anh ta bị lạc lại. Đó là chiêu cuối rất hay và Taki đang bị bắn liên tục bởi Uzi. Uzi kết thúc không bị ngừng nghỉ. Taki đã phải nằm. Blackwood đã bị tấn công. Phía bên này Ares đang cố gắng bắn vào bùa xanh mà thôi. Đúng một kiểu đã có dành cho Uzi và chưa dừng lại đó. Hero Ares đang cần phải lùi. Yoshino đã tới với cái đao điện. Có cần phải hạ cùng Hero không? Câu trả lời hiện tại là vẫn chưa. Và Team Plus họ đang muốn đẩy cái cửa của mình giữa. Chính xác như vậy, họ hoàn toàn có thể hướng đến một tình huống cố gắng kết thúc ván đấu với một đợt lính ở đằng sau kia. Khi mà họ có một con Lucian cực kỳ mạnh và con Ash cũng là một chất tướng mà bạn có thể phá nhà tốt. Đây sẽ là một pha tử thủ của Ares cộng với cả Hero mà thôi. Chỉ có hai người liệu có ngăn cản được không? Lính là rất nhiều, các bạn có thể nhìn thấy. Đây sẽ là ước muốn kết thúc ván đấu này đến từ bên phía của Team Flash mà thôi. Khi mà bên kia kia Amine còn 16 giây nữa mới ra, Yusa còn 21 giây, rất lâu mới có thể xuất hiện được. Hero đang bị kẹt lại, Ares đang cố gắng ngày sẽ thiếu nhiên liệu cái gì về công đây. Anh ta đang cố gắng cứu ván thi đấu này nhưng có lẽ là được hay không đây. Hero vẫn đang cố gắng. Blackwood đang mất khá nhiều mẫu và Ares vẫn đang được bắn đập tiền đạo chung với người. Ares rất ta đang đều bắn vào nhưng hơi thiếu đam đang ngồi vào khi mà đồng đội của anh ta đang mất đi danh tiếng tập. Blackwood lấy được tổng của đối phương, Taki vẫn đang được tiền đạo kiếm đó. Ngày sẽ chúng được vào hai tập của đối phương. Tiếp theo là Ares qua đây tôi tỏa sáng bắn liên tục với người của Uzi. Uzi với chiếc điểm tên là Sora. Blackwood đã phải nằm. Phòng thủ tuyệt đối đến từ hồ văng vĩ đại. Chắc chắn là như vậy rồi, chắc chắn là như vậy rồi. Mỗi một pha phòng thủ cực kỳ dẻo đến từ Hero và Ares. Một pha mà Ares có sát thương, Hero thì có khống chế và anh ta băng bổ vào. Và sau đó khi mà chịu đủ sát thương thì Hero bay lên với siêu hùng dáng thế. Để rồi khi mà Yusa, khi mà Taki và Amine hồi sinh thì đây hiện liệu có phải là chiến thắng hay có phải phiếu Team Secret không? Họ cũng đang đẩy nhưng họ cũng đang có được quá phương đang hồi. Thôi, end được rồi. Đúng hơn cả là như vậy, sát thương của Ares lớn còn hơn cả chữ lớn. Và đó là gì? Lớn hơn cả chữ lớn chỉ có thể là hồ văn vĩ đại mà thôi. Chắc chắn quá là vĩ đại rồi. Đúng gây sát thương vừa rồi và Team Secret chiến thắng 2-1. Lại câu chuyện cũ, lại kịch bản cũ giống như ván đấu đầu tiên của trận thứ hai của ngày hôm nay. Và được lặp lại nhưng lại trong ván thi đấu quyết định, ván thi đấu quan trọng. Một con Kai'Sa bắn cháy máy, một con Kai'Sa không cần bàn tới mức độ hồ văn vĩ đại của nó. Quá tuyệt vời đến từ Team Secret, đến từ ẩn mật giáo. Ares nói anh phải đọc tên bao nhiêu lần? Tên đẹp. Còn mấy lần nữa mới đủ KPI. Đây là một ván thi đấu mà tôi đã tưởng là Amine đưa chiến thắng ở bên phía Team Fast rồi với một tình huống đứng múa trước mặt đối phương. Nhưng Ares bảo ồ khoan đã và giật hay lại chiến thắng đấy về cho các thành viên bên phía Team Secret. Một trận khổ chiến nhưng cuối cùng thì những thành viên